giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Thủy Tiên tức giận đáp trả khi bị chỉ trích vì hỗ trợ học phí cho hai em nhỏ miền Trung. Trong một lần đi cứu trợ, Thủy Tiên đã đề nghị đóng học phí cho một em lớp 10 và một em lớp 7 vì gia đình khó khăn, nhiều khả năng phải nghỉ học. Theo đó, hình thức hỗ trợ của cô là mỗi năm gửi học phí cho các em một lần đến khi kết thúc đại học. Bởi lẽ cô cho rằng học hành cực kỳ quan trọng, chỉ khi các em cầm trên tay bằng đại học thì mới có đủ điều kiện quay lại giúp đỡ gia đình. Thủy Tiên chia sẻ, nếu các con thích đi học, em sẽ hỗ trợ chi phí ăn ở và học tập cho các bé đến hết đại học. Nhưng hứa là không cho nó nghỉ học giữa chừng, nghĩ là em sẽ không chuyển khoản nữa đâu. Không chỉ vậy, trên trang cá nhân cô còn viết, nếu phát hiện ra trường hợp bé nào muốn đi học mà quá khó khăn thì mọi người chia sẻ nha. Nếu may mắn Tiên thấy được sẽ cố gắng giúp các em học hết đại học. Vì chỉ khi học có bằng ra trường thì các em mới giúp đỡ được cha mẹ, gia đình và xã hội. Mình giúp một người nhưng thực ra lãi được nhiều người. Khi được Thủy Tiên giúp đỡ, cả hai em đều bật khóc vì xúc động. Tuy vậy, video được đăng tải đã có không ít ý kiến phản đối vì hiểu lầm rằng cô đang dùng số tiền 100 tỷ sai mục đích. Nhà người ta lũ lên cuốn trôi hết đồ đạc, giờ người ta mới khó khăn quá, không có tiền ăn và không có tiền lo cho con người ta đi học. Con người ta khóc khổ như vậy, các bạn không thấy đáng giúp hay sao mà nói mình dùng quỹ sai mục đích? Các bạn có lương tâm không mà nói được mấy câu khó nghe xúc phạm người khác như vậy? Bà xã Công Vinh đã đáp trả cực gắt. Theo đó, mấy hôm nữa, bà xã Công Vinh sẽ lại có mặt ở miền Trung để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong trận lũ lịch sử vừa rồi. Thủy Tiên tiết lộ đến từng gia đình, cô sẽ tặng họ bánh, sữa, phao cứu hộ, tiền để trang trải cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.